Rồi, vào ví dụ cụ thể đi. Ví dụ 1, thực hiện phép tính sau. Câu 3. Bước 1, viết chung từ. Rồi, sau khi chung từ, bước 2, rút gọn. Rút gọn số trước. Hai cái này. Cái này còn 3. X với x bình. Được chưa? Y mũ 3 với y bình, cái này còn y. Vậy trên tử thầy còn mỗi số 8, dưới mẫu thầy còn 3 y x. Được chưa? Nhớ nhá, cứ phân tích rồi rút gọn. Tiếp câu B cũng vậy.